Nếu như ba mẹ không cho con của mình hoạt động, bắt nó ngồi xuống, thì chuyện gì xảy ra với con của chúng ta? Nó y như quả lựu đạn, chả khác gì như quả lựu đạn. À, cái năng lượng nó không được giải tỏa, nó nén lại. Một lúc nào đó nó thùm. Dạ em chào thầy, Rồi. em mới muốn hỏi thầy là đó là con em nó 5 tuổi, bé trai, cháu nó tăng động, nó không kiểm soát được cái hành vi của cháu, là cháu nó hay hoạt động mạnh, hoạt động liên tục mà cháu nó không biết mệt là gì hết, với lại là cháu nó không có kiềm chế được cảm xúc của mình. Thì cháu nó nóng lên là cháu nó hay quăng đồ hay là bia đồ hay là bực bực mình cái gì đó là cháu nó bộc lộ ra bên ngoài luôn. Em mong thầy tư vấn giúp em ạ. Rồi. Muốn gì? Muốn tôi tư vấn thì muốn tư vấn cái gì? Muốn tư vấn cho con của mình đạt được cái gì? Dạ yeah, em muốn thầy tư vấn giúp em để em cải thiện cho con nó kiềm chế được lại cảm xúc của con. Kiềm chế cảm xúc lại để làm gì? Để đạt được điều Dạ gì? yeah, em muốn con nó bớt tăng động lại thầy, cho Tăng cháu nó tập bớt trung. bớt tăng động để làm gì? Để tập trung vào cái gì? Dạ yeah, để cháu nó tập trung vô, cháu nó học hoặc là tập trung vô một cái vấn đề gì đó. Như cháu nó muốn chơi cái đồ chơi gì đó là cháu nó chơi được khoảng 1-2 phút là cháu nó bỏ sang cái khác thầy, cháu nó không tập trung được, dạng như học cũng vậy. Rồi, muốn con không tăng động nữa để tập trung vào chuyện nó học, đúng không? Dạ Bây giờ nếu mà tôi chỉ cho mẹ cái cách là nó vẫn còn tăng động, nhưng mà xin lỗi, tôi chỉ cho mẹ cái cách vẫn học được nhưng mà vẫn còn tăng động, mẹ chịu không? dạ chịu rồi. Ok, rồi trong cái bài của mẹ này mới vừa nói thì chúng ta thấy rằng là thầy ơi, sao con em nó tăng động, nó chạy hoài mà nó không biết mệt. Nhưng mà mình muốn nó mệt để làm gì? Mình muốn cho nó mệt làm gì? Chả để làm gì hết. Tại vì chúng ta thấy rằng là lẽ ra nó phải mệt mới là đúng, nó phải ngồi một chỗ mới là đúng. Nhưng mà mẹ chú ý cho tôi hai thứ. Thứ nhất là một đứa trẻ bình thường nó sẽ không có ngưng nghỉ, nó sẽ hoạt động liên tục. Đúng không? Nó đâu có ngưng nghỉ đâu. Và đến khi nào nó ngủ thì nó mới ngưng lại. Và những đứa trẻ ban ngày cũng vậy, nó không bao giờ nó ngưng tay chân ngưng không? Okay. Cho nên nó sẽ không có khái niệm của tôi là mệt. Mệt là do mình mệt. Mình lớn, mình bệnh tật nhiều quá, mình ngày càng lớn, mình ngày càng mình yếu. Hai mấy tuổi cũng là yếu rồi, 30 mấy tuổi là yếu rồi. Chứ mình mệt, mình hoạt động xíu mình mệt. Cái mình nói nó mới nhỏ là con phải mệt chứ, con phải ngừng xíu chứ, tao nhìn mày chạy hoài tao mệt quá. Mày dùng và mẹ rất là vô duyên và kỳ lạ, người ta chạy mà bà mệt, bà bệnh mà bệnh tật mà muốn con mình mệt giống mình à. Cho nên một đứa trẻ bình thường đó là nó sẽ hoạt động liên tục. Yếu tố thứ hai ba mẹ cần phải biết luôn đó là những đứa trẻ năng động, không phải là tăng động mà là năng động, có cái mức, cái chỉ số hoạt động thể chất cao hơn một đứa trẻ bình thường. Chú ý à, cái này nó sinh ra bẩm sinh ông trời ông cho, bẩm sinh ông trời ông cho, gọi là cha mẹ sinh con mà trời sinh tánh, là bẩm sinh con chúng ta đẻ ra là nó có chỉ số hoạt động thể chất nó cao hơn. Thì những đứa này nó rất là thích chơi thể thao, chạy nhảy, và sau này nó sẽ phát triển thành là những vận động viên. Ví dụ ở bên Mỹ có cái ông tên là ông John Jordan, cái ông này á, không được, ông học dở lắm, ông học ngu lắm, toán đưa ra toán tiếng chữ nghĩa là họ ông không học được gì hết, mà đưa cho cái quả bóng rổ
là ổng chơi số 1 thế giới. Ổng bây giờ là vận động viên bóng rổ chơi số 1 thế giới, nhưng mà chỉ chơi bóng rổ thôi, những môn khác là ổng ngu liền, mặt ngu liền. Là bởi vì cái thiên phú, cái bản năng là sinh ra ông này là có cái chỉ số hoạt động thể chất tốt. Cho nên ba mẹ thấy là những cái vận động viên bóng đá đó, họ suốt ngày họ chơi đá banh thôi. Những cái cầu thủ trẻ, cái lớp cầu thủ trẻ của Việt Nam U19, U20 của Việt Nam mình thấy ông chơi rất là giỏi, là những cái em đó là đã chơi đá banh từ hồi lúc nhỏ cơ rồi, và người ta định hướng rồi vô cái trường học dịch trường tư, được chưa, được người ta tài trợ và suốt ngày chơi đá banh thôi, và học chữ lấy căn bản thôi, chứ người ta chứ đâu có học mà gọi là môn nào cũng lấy được 10 điểm số giống như là mình hay muốn con mình nó học được. Đó là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba gọi là tăng động quá mức thì do yếu tố thức ăn, giáo dục và một số rối loạn bên trong. Ví dụ chúng ta cho con chúng ta ăn quá nhiều tinh bột, chúng ta cho con chúng ta quá nhiều thịt, chúng ta cho con ăn cho con mình uống sữa bò, chúng ta cho con mình uống nước ngọt, chúng ta cho con chúng ta ăn đường, đường mình hay mua về đường cát, chúng ta hay cho chúng ta con chúng ta ăn đồ công nghiệp như là bánh pizza, như là mình đóng gói được kim vân, thì tất cả những cái chất đó làm rối loạn cơ thể, làm cho con chúng ta bị tăng động. À, cho nên ở đây ba mẹ phân biệt cho tôi hai yếu tố, con của chúng ta nó là thuộc cái nhóm năng động hay là tăng động. Năng động là cái thể chất của nó phát triển một cách bình thường, và nó xu hướng là nó sẽ chạy nhảy nhiều. Yếu tố thứ hai là tăng động là do rối loạn bên trong, thì nó cái năng lượng nó không có hoạt động, nhưng mà nó không vì cái gì hết, nó cứ chạy nhảy lung tung suốt ngày như vậy không vì gì hết, và ngồi xuống cũng không ngồi yên. Một đứa năng động nó vẫn ngồi được, nhưng mà thời gian nó ngồi nó ít hơn một đứa khác. Còn đứa tăng động là hầu như là không thể đặt mông xuống quá 30 giây, đặt hay là ngồi, hoặc là ngồi xuống là phải kiều chọc móc làm này làm kia. Con mẹ là năng động hay tăng động? Dạ tăng động. Đấy, biết giải pháp chưa, mới vừa nói xong giải pháp rồi đó, mới nói xong giải pháp rồi đó. Dạ. Nghe giải pháp chưa? Dạ, có một giải pháp rồi đó, hai giải pháp. Thế tôi mới vừa chia sẻ xong rồi, mẹ học được bài học gì? Hình như mẹ chưa hiểu, thì từ từ hiểu. Tôi mới vừa chia sẻ xong rồi, mẹ học được bài học gì? À, có mẹ nhắc rồi đó, chế độ dinh dưỡng gì nữa. Rồi các ba mẹ khác nào, các ba mẹ khác ai học được bài học gì thử bình luận nào, ai học được bài gì thử bình luận nào. Thay đổi thức ăn, đúng rồi đó, ăn ít bột lại, ăn ít thịt lại, đúng rồi đó, ăn sạch, thế nào gọi là ăn sạch. Mấy bà thì bà học lớp dinh dưỡng chữa lành rồi thì nó khác, ăn ít thịt, không uống sữa bò, đừng cho con uống sữa bò. Thực đơn như thế nào? Chả có thực đơn, học với tôi chả có thực đơn. Thay đổi chế độ dinh dưỡng, thấu hiểu con, đúng rồi, có chữ thấu hiểu con là đúng rồi đó. Không nên cho bé uống sữa bò, nên bổ sung sữa hạt. À, thay đổi chế độ dinh dưỡng, nhờ thầy nói kỹ hơn. Vậy là kỹ lắm rồi, ăn sạch chữa lành. À, nhưng chỉ ăn cháo, không ăn được thứ gì khác thì làm sao? Có thể thay sữa gì vậy thầy, cho ăn ít. Đấy. Rồi, vậy số 1 là chúng ta sẽ thay đổi chế độ dinh dưỡng cho con. Bỏ sữa bò, bột mì, bánh kẹo, ăn chế độ dinh dưỡng chữa lành. Cho con hoạt động. À, mẹ gạo cũng hay nè, cho con hoạt động nhưng mà định hướng hoạt động cho con để giảm tăng động kết hợp dinh dưỡng. Bài này chắc con YouTube thầy nhiều rồi nè. Nè, một cái lời gợi ý nữa cho mẹ nè, cho con hoạt động nhưng mà định hướng hoạt động cho con, có nghĩa rằng là vẫn cho con nó tăng động hoặc nó năng động thì đều cho con mình nó vận động, không ép cho nó ngồi xuống được. Ok rồi, và thay vì là con của chúng ta nó chơi một cách vô thức vô định, chơi một mình, thì
thì chúng ta phải tổ chức hoạt động với con, đưa cho con trái banh, đưa cho con quả cầu, đưa cho con quả sợi dây, bất cứ cái gì nó có thể hoạt động được, nó chơi được. Thì khi đó cái năng lượng, dù nó là năng động hay là nó tăng động đi nữa, thì nó vẫn tập sử dụng cái năng lượng đúng chỗ. Thứ nhất là chúng ta không dập tắt, không dập tắt đi nó là con ngồi xuống đi mẹ mệt lắm, mệt quá mẹ xuống đẹp pháp không, ta không nói như vậy, mà là chúng ta sẽ cho con mình nó vận động, nó càng tăng động không, chạy đi con mày tăng động đúng không, ra sân chơi đi con tăng động phải không, đi ra ngoài công viên chơi đi con tăng động phải không, dẫn nó sân banh đi tăng động đúng không, đi đến câu lạc bộ thể thao đi tăng động đúng không, đưa bóng cho đá đi tăng động đúng không, cho đưa tất cả mọi thứ, cái thứ gì mà cho nó vận động được càng nhiều càng tốt. Nếu như chúng ta ép con mình lại thì giống như quả bơm ấy, nó chả khác gì quả bơm. Quả bơm là gì? Quả bơm. Quả bơm trời quá. Wow. Ra quả này đó. Quả bơm là quả táo hả? Đây quả bơm nè. Quả bơm là người ta làm cái gì vậy? Người ta nhét thuốc nổ trong đó, ta nén trong đó. Còn mình nói cho lựu đạn. Quả bơm là lựu đạn đấy. Đấy, cái này nó ra nè, đúng không? Người ta nhét thuốc nổ trong đó. Thì nếu như ba mẹ bỏ lựu đạn, đúng rồi, nếu như ba mẹ không cho con của mình hoạt động, bắt nó ngồi xuống, thì chuyện gì xảy ra với con của chúng ta? Nó y như quả lựu đạn, chả khác gì như quả lựu đạn. Là cái năng lượng nó không được giải tỏa, nó nén lại. Một lúc nào đó nó pùm, trái bơm nổ chậm, đúng rồi đó. Là nó sẽ bị bệnh. Nó sẽ bị rối loạn, cái chứng rối loạn của nó ngày càng gia tăng. Cho nên giải pháp số 1, không mà giải pháp số 0 trước là nền tảng đó. Số 0 là thay đổi dinh dưỡng nó rồi. Giải pháp số 1 là phải tạo cơ hội cho con của chúng ta. Như mẹ gạo nói nè, mẹ gạo nói rất là đúng. Không biết coi video YouTube của thầy chưa mà nói rất là hay. Đó là cho con nó hoạt động đúng cái chủ đích và đúng sở thích của nó. Mình hỏi con hoặc là mình cho con chơi cái gì đó. Rồi bây giờ giải pháp này mẹ. Em ở quần đèn này với các. Có còn gì cơ ơi. Mẹ Minh Khang ơi, giải pháp này mẹ làm được không? Giải pháp cho con hoạt động bằng một cái môn thể thao, một trò chơi, các cái trò chơi vận động trong nhà, mẹ làm được không? Dạ được thầy ạ. Nói đấy. Rồi được chưa? Dạ cúc cơ. Giờ hỏi lại nè, là số 1 có chấp nhận cho con chạy nhảy nữa không? Hay là mình thấy con mình chạy nhảy rồi sao mày không biết mệt? Ok, mẹ tôi nói là con đang. Nói đi mẹ. Yeah. Mẹ nói tiếp đi. Dạ thầy. Nói đi, cứ nói đi. Thầy giúp em làm sao cho cháu nó tập trung hơn được không thầy? Đây, cái ông này. À, mẹ có thể coi biết thêm về ông này nha. Đấy, mẹ ông giọt đăng đấy. Dành tặng bài này cho những bé nào trong lớp con của chúng ta tăng động giảm chú ý. Michael Jordan là một cầu thủ bóng rổ người Mỹ đã dẫn dắt Chicago Bulls tới 6 chức vô địch NBA và giành được giải thưởng MVP, cầu thủ có giá trị nhất 5 lần. Ông là ai? Ông chỉ có biết duy nhất là bóng rổ thôi, ngoài ra chả có cái gì khác trong đầu ông hết. Được chưa? Bây giờ chúng ta có một cái tóm lại hồi nãy giờ mẹ học được bài học gì trong cái phần tôi muốn gì chia sẻ. Tóm lại. Dạ tóm lại là bài học của em rút được kinh nghiệm là cải thiện lại thực đơn cho bé. Ừ. Cho cháu hoạt động nhiều hơn. Ừ. Dạ. Chứ xong hoạt động nhiều mà học còn tập trung nữa.
hoạt động nhiều và hoạt động tập trung nữa. Dạ. Tập trung vào một cái gì đó, con nó thích chơi cái gì? Dạ, cháu nó cứ hoạt động liên tục, cháu cũng thích chơi gì thầy. Học vậy là chưa khám phá ra, mẹ phải giúp con khám phá là nó thích chơi hoặc là hoạt động gì. Rồi cái câu hỏi tiếp theo của mẹ là gì? Dạ, cái câu hỏi tiếp theo của em là sao em có cái hồi nãy mẹ nói là con mẹ mấy tuổi? Dạ, 5 tuổi thôi. 5 tuổi. Rồi sao mẹ muốn dạ. Con tập trung, nãy mẹ hỏi thầy con muốn con tập trung. Dạ, nếu một vấn đề cháu hồi nhỏ giờ là cháu nó đi vệ sinh rồi là bình thường. Nay cháu là nó đi cầu là cháu nó không chịu nói cái gì nữa. Em cũng không hiểu nguyên nhân tại sao nữa luôn. Thì nãy nói rồi. Quả bơm thôi. Nó ức chế thì nó bị thối lui giao tiếp, khó khăn trong vấn đề giao tiếp. Bây giờ con nó có ức chế, nó có một cái gì đó, không có gì phải lỗi của mẹ, có một cái gì đó mà nó không hiểu được, lát mình chúng ta sẽ nói thêm. Và vấn đề về giao tiếp của con ngày càng nó càng bị thối lui lại. Nãy mình nói rồi, quả đúng mẫu chậm á. Trong vấn đề về ăn uống, trong vấn đề về giáo dục của con, mình làm sai cách, mình vô ý, mình làm sai cách, vô tình mình làm sai cách, thì bên trong con ngày càng bị rối loạn. Có những đứa trẻ nó sinh ra trong 1-2 năm đầu đời nó rất là ok, nhưng tự nhiên ngày càng nó thối lui lại, nó giảm lợi. Và chúng ta ngày càng hoang mang, rồi chúng ta uống cái gì gì đó, nãy có một mẹ hỏi uống cái gì đó, tôi nói là không, chắc liên quan gì hết, nó chả giải quyết được vấn đề gì hết. Một cái sự thật ở trong lớp của thầy Minh đó, hầu như là các đứa trẻ nó hết bị chứng tăng động và bắt đầu nó tập trung. Sự thật nó là như vậy. Khi các ba mẹ học với thầy Minh, các ba mẹ hiểu con hơn, thấu hiểu con hơn và sử dụng đúng các cái phương pháp thầy Minh hướng dẫn, thay đổi hết cái chế độ dinh dưỡng cho lành, thì đã tôi đưa ra cho ba mẹ 5 cái thứ mà nguy hiểm. Còn ăn uống cụ thể có một ba mẹ hỏi là thực đơn như thế nào thì chưa phép tôi không nói ở đây, bởi vì nó học tới mấy ngày nữa, ba mẹ thực đơn phải học tới mấy ngày nữa. Và được sự giám sát của tôi không đơn giản xíu nào đâu. Những đứa có tăng động là phải có một cái thực đơn đặc biệt mà tôi không nói ở đây. Lý do là hai lý do là học dài, học nhiều, học tới mấy ngày trời, xong rồi ba mẹ cho con ăn uống như thế nào phải báo cáo tôi hàng ngày. Được chưa? Tăng động là phải xử lý bằng kiểu như vậy, đó là liên quan thức ăn. Còn liên quan tới giáo dục thì đó một quá trình nó lâu dài lắm. Thì tôi nói ba mẹ thêm về cái vấn đề về tập trung nè, tất cả con của chúng ta đều tập trung hết, nhưng mà cái thứ nó tập trung vào cái thứ con nó muốn chứ không phải là thứ mình muốn. Đừng bao giờ nói đứa trẻ con của chúng ta là không tập trung. Con chúng ta nó có tập trung mà nó thích cái thứ nó đang thích cơ thôi. Những đứa trẻ phổ tự kỷ cũng vậy, nó ngồi nó chơi một cái món đồ chơi của nó chơi hoài cái món đồ chơi của nó. Nó cứ nhìn vào cái món đồ chơi của nó nhìn hoài. Đồ chơi gì nó vẫn tập trung chứ. Không những tập trung mà tập trung còn cao độ nữa. Còn đứa trẻ mà nó tăng động có tập trung không? Có tập trung chứ. Nó tập trung vào cái gì? Nó tập trung vào cái cơ thể của nó, tập trung vào cái sự vận động của nó. Nó tập trung vào hơi thở của nó, nó tập trung vào cái chuyện chạy nhảy của nó. Nó đang tập trung vào cái chuyện đó. Cho nên là luôn luôn đứa trẻ luôn tập trung. Chỉ có người lớn của chúng ta mới là người không tập trung thôi. Thì người lớn chúng ta nhét quá nhiều thứ không tốt vào trong não rồi. Suốt ngày chúng ta đọc các loại tin tức, đọc báo tin tức, dịch bệnh, cướp, giết, hiếp. Chúng ta lướt Facebook, chúng ta lướt TikTok, chúng ta lướt YouTube liên tục các cái kênh này, kênh kia mà chúng ta náo loạn lên. Và trước khi đi ngủ chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng coi luôn TV, chúng ta cũng coi luôn cái điện thoại. Dẫn đến là chúng ta bị rối loạn cái não đây. Còn đứa trẻ của chúng ta là tập trung nhất. Chính người lớn mới là những người không tập trung. Người lớn mà bị rối loạn đó. Mà 99% nhân loại này là bị cái chứng rối loạn đó. Tức là chúng ta ngồi mà chúng ta nghĩ tới chỗ khác. Còn đứa trẻ nó không phải như vậy. Đứa trẻ là tập trung rất là cao độ. Rồi xong rồi chúng ta lại muốn con mình học cái này học cái kia. Rồi nó không tập trung vào được. Nó không chịu học cái đó rồi mình nói là con mình không tập trung. Mình nói về chuyện tập trung đó, trong cái việc học thì tôi không nói được ở đây. Tại vì nó là cả một cái hệ thống ba mẹ. Cả một cái quá trình mà huấn luyện lâu dài. Thứ nhất là bây giờ là cái người dạy có tạo sự hứng thú cho con trẻ không? Cái người dạy có thu hút được đứa trẻ không? Đứa trẻ nó có thích giáo viên không? Đứa trẻ nó có thích cái hoạt động giáo viên đưa ra hay không? Đâu phải là giáo viên là giỏi, đâu phải tất cả giáo viên đều giỏi. Nên là đứa trẻ nó thứ nhất nó phải thích thầy thích cô. Thứ hai là cái phương tiện học
suốt ngày chúng ta cứ cho con của chúng ta coi học thể tranh này kia, mà đứa trẻ nó đâu có thích, đặc biệt những đứa tăng động học đại nó không thích, những đứa trẻ tăng động nó đâu có thích học theo cái kiểu gọi là thể tranh hoặc là chuyện tranh đâu. Những đứa tăng động nó phải học theo cái phương pháp riêng của nó, mà chính những người dạy phải biết cách đó, phải biết cái cách đó. Những đứa trẻ tăng động phải dạy theo cái kiểu tăng động là phải cho nó chạy nhảy, cho nó đứng nó học, được quyền cho phép nó đứng nó học, có như vậy nó mới hay đó. Còn bây giờ mà chúng ta đứa trẻ, cái phong cách học của đứa trẻ là phải chạy nhảy như vậy, mà chúng ta cứ bắt đứa trẻ ngồi là không được. Tôi có từ lần tôi chia sẻ khi mà tôi dạy cho đứa trẻ tăng động trong lớp của tôi đó, thì rất đông, thì những đứa trẻ tăng động tôi sẽ làm gì? Tôi giao việc cho nó, tôi giao cho nó lau bảng, tôi giao nó xếp bàn xếp ghế, tôi giao cho nó làm cái này, tôi giao cho nó làm cái kia, và thế là nó có cái cơ hội nó được đứng dậy, nó được đi liên tục, và cái năng lượng của nó tập trung đúng chỗ. Được chưa? Thanh Chi nói là con em nó tăng động nhưng thích học thể tranh lắm, thì phát huy cái điều đó, phát huy cái điều đó. Thanh Chi, và từng sau chúng ta học cái lớp dạy con kỹ năng sống là ba mẹ sẽ thấy là có năm cái xu hướng học tập, mỗi đứa nó sẽ có một xu hướng khác nhau. Có đứa nó học bằng con mắt, có nghĩa là nhà Thanh Chi là học bằng con mắt, có những đứa nó học bằng lỗ tai, có những đứa nó học bằng cách sờ vào nó chạm vào thì nó mới chịu, có những đứa nó học bằng cách ngửi, có những đứa nó học bằng cách cái gì không phải bỏ vào miệng. Thì con của mẹ Thanh Chi là thuộc con học bằng cách nhìn, nó nhìn vào thẻ tranh là có thể tưởng tượng được. Chứ con bé nhà tôi ở thành phố mà ít được tiếp xúc với trâu bò gà lắm, thì ở nhà cũng cho con mình nó chơi với thẻ tranh, tôi không có dạy bằng thẻ tranh mà tôi chơi với thẻ tranh, tôi vẫn mua về và tôi vẫn chỉ vào gà bò như vậy. Những bé nhà tôi nó học bằng mắt rất là giỏi. Tôi chở nó đi về quê, lần đầu tiên nó thấy con bò mà nó biết kêu chữ bò, mới 21 tháng. Lần đầu tiên thấy con gà mà nó biết kêu chữ gà, mà thậm chí tôi không thấy nữa, nó kêu tôi nữa, ba bò đó chị. Mà ngày xưa thì nó chưa bao giờ thấy con bò ngoài đời thật. Thì tùy mỗi đứa, có đứa có ép nó cũng không nói được. Trang Idol, thầy ơi, em con em buổi tối lên phòng chỉ thích nằm ra giường xong đắp chăn không chơi thì phải làm sao? Cái này có khác. Đầu tiên là chúng ta hiểu trước như vậy. Còn vấn đề về tăng động quá mức thì chúng ta còn một cái giải pháp nữa. Ngoài cái giải pháp này ra thì còn giải pháp là giải pháp chữa lành não bộ. Chữa lành não bộ thì một số bạn này đã biết cái lớp giải pháp chữa lành não bộ của thầy rồi. Chúc mừng bạn đã xem hết video của kênh Tâm lý Giáo dục Trần Hoàng Minh. Để xem những video mới nhất và bổ ích mỗi ngày, hãy bấm vào nút đăng ký, sau đó bấm vào nút chuông. YouTube sẽ nhắc bạn khi có video mới. Bạn sẽ không bỏ lỡ bất cứ bài học ý nghĩa nào cho con và cho chính bản thân bạn.